Bốn vị tướng giỏi nhất Tam Quốc, Tôn Kiên chót bảng, Quang Vũ chỉ xếp thứ ba, vậy ai đứng đầu? Tam Quốc được biết tới là thời đại không thiếu nhân tài, thế nhưng trong số những nhân tài nổi lên vào giai đoạn ấy thì ai mới là người sở hữu tài cầm binh xuất sắc nhất? Cuối thời Đông Hán thì thiên hạ rơi vào thế cục hỗn loạn, các thế lực chư hầu nổi lên khắp nơi. Khi đó thì Tào Tháo chi phối thiên tử điện ra lệnh cho các chư hầu, Lưu Bị tự xưng là hậu duệ Hán thất, tuân quyền độc bá Giang Đông, thế chân vạc cũng dần dần được hình thành từ đó. Thế nhưng trong giai đoạn nhân tài nổi lên khắp nơi như thời bấy giờ, liệu ai mới thực sự là người sở hữu năng lực thống lĩnh quân đội xuất chúng hơn cả? Theo quan điểm của Hu Xi Trung Quốc, thì thời Tam Quốc dù cho không thiếu tướng tài, nhưng số người được cho là có năng lực cầm binh xuất sắc hàng đầu lại chỉ có bốn nhân vật dưới đây. Vị trí thứ tư là Tôn Kiên. Tôn Kiên sống trong giai đoạn 154-191 từ Lập Văn Đài, là nhân vật đặt nền móng xây dựng nước Đông Ngô vào thời Tam Quốc. Cuối thời Đông Hán thì ông là một trong những danh tướng dưới quyền triều đình và đã từng tham gia cuộc chiến chống lại quyền thần Đổng Trác. Năm xưa tên tuổi của Tôn Kiên được gây dựng nhờ vô số chiến tích cầm quân bình định phản loạn. Trong cuộc chiến dẹp loạn Khăn Vàng thì ông cũng lập được không ít công lao. Khi Đổng Trác làm loạn triều chính thì Tôn Kiên đã tham gia liên quân các chư hầu nhằm mục đích đánh đổ quyền thần này. Trong số đó thì đội quân do ông đứng đầu được xem là có biểu hiện tích cực hơn cả. Vị tướng tài này cũng từng có nhiều lần đánh bại các tướng quân của Tây Lương khét tiếng dưới quyền của Đổng Tặc. Chỉ tiếc rằng trong thế cục loạn lạc ấy, Tôn Kiên đã không may bỏ mạng khi đang ở độ tuổi tráng niên vì trúng tên trong một lần giao chiến với quân Lưu Biểu. Vị trí thứ ba là Quang Vũ. Quang Vũ sống trong giai đoạn 159-220, tự là Vân Trường, là vị tướng nổi danh vào cuối thời Hán và thời Tam Quốc. Ông cũng được biết tới là một trong những công thần đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập nhà Thục Hán sau này. Năm xưa thì Quang Vũ từng đầu quân cho Lưu Bị ngay từ buổi đầu lập nghiệp. Ông dẫn binh Nam Chinh bắc chiến khắp nơi, trở thành một viên hổ tướng hàng đầu trong tập đoàn chính trị Thục Hán. Khi bị Tào Tháo bắt sống thì Quang Vũ từng tham gia trận chiến ở núi Bạch Mã và chém chết đại tướng Nhan Lương của Viên Thiệu. Trong cuộc chiến ở Tương Phàn thì ông cũng dùng kế khiến cho bảy đạo quân Tào Ngụy ngập chìm trong nước. Sau đó thì dẫn thủy binh bắt Vu Cấm chém bạn Đức, danh tiếng uy chấn Hoa Hạ. Có thể nói rằng bản thân của Quang Vũ ngoài võ lực xuất chúng cùng với phẩm chất hơn người thì còn sở hữu năng lực cầm quân hiếm có. Bởi những chiến công lẫy lừng làm nên tên tuổi của ông thì không phải là điều mà các thống lĩnh quân đội bình thường có thể làm được. Chỉ tiếc rằng Quang Vũ cả đời vũ dũng nhưng cuối cùng lại vì khinh suất nhất thời mà để mất Kinh Châu và bỏ mạng trong tiếc nuối. Thế nhưng giờ đây mỗi khi đánh giá về tài năng của vị tướng họ Quang thì giới sử gia vẫn luôn cho rằng ông là một vị tướng võ nghệ xuất chúng, dũng cảm phi thường, uy tín đứng đầu toàn quân. Vị trí thứ hai là Trương Liêu. Trương Liêu sống trong giai đoạn từ năm 169 đến năm 222 từ Lâu Văn Viễn, là viên tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông cũng được xem là một trong những vị tướng giỏi nhất của tập đoàn chính trị này và từng tham gia nhiều trận đánh lớn. Sinh thời thì Trương Liêu từng tham gia chinh chiến ở không ít chiến trường, thu về nhiều công lao hiển hách và đóng vai trò không nhỏ trong việc trợ giúp Tào Tháo thống nhất phương Bắc. Ông từng theo Tào Tháo tham chiến ở Sơn Đông, đánh Viên Đàm, diệt Viên Thuật, bình Liêu Đông. Trong số đó thì chiến tích nổi bật nhất con phải kể tới chiến thắng lẫy lừng trước Đông Ngô trong trận Học Vì. Sử cũ ghi lại rằng năm 213 thì Trương Liêu cùng Nhạc Tiến, Lý Điển lĩnh 7.000 quân trấn giữ Học Vì. Hai năm sau đó thì Tôn Quyền nhân lúc Tào Tháo đánh Trương Lỗ liền dẫn 10 vạn quân tấn công thành trì này. Bây giờ Trương Liêu chủ động tuyển 800 quân cảm tử, sau đó thì xung phong tấn công quân địch để dẫn dụ đối phương đuổi theo. Tới cầu Tiêu Diêu thì quân Ngô trúng bẫy mai phục. Vị tướng họ Trương chỉ dẫn thêm 2.000 kỵ binh đã đủ để khiến cho 10 vạn quân Ngô chuốc lấy thảm bại. Chỉ với số quân ít ỏi trong tay thì Trương Liêu đã khiến cho đại binh Đông Ngô không khỏi khốn đốn. Sau cuộc chiến ấy thì tên tuổi của ông nổi danh tới nỗi người dân Nam nghe tới đều khiếp đảm. Tôn Quyền từ đó cũng không dám mơ tưởng tới thành trì Học Vì, nơi có Trương Liêu còn đang trấn thủ. Vị trí thứ nhất là Chu Du. Chu Du sống trong giai đoạn từ năm 175 đến năm 210, tự là Công Cẩn, là danh tướng nổi tiếng và khai quốc công thần của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Năm xưa khi mới chỉ 20 tuổi thì ông đã cùng với Tôn Sách chinh chiến khắp Giang Đông, đặt nền tảng vững chắc để gia tộc họ Tôn làm chủ vùng đất này.
Sau khi Tôn Sách bị ám sát thì ông tiếp tục thống lĩnh quân đội dưới thời Tôn Quyền. Bây giờ những trận đánh lớn, nhỏ do ông trực tiếp chỉ huy hầu hết đều giành về thắng lợi. Chiến tích nổi bật nhất trong cuộc đời của vị thống lĩnh họ Chu này chính là chiến thắng trong trận đại chiến Xích Bích. Bây giờ thì liên minh Tôn Lưu với vỏn vẹn chỉ có 50.000 quân dưới tay của Chu Du đã đánh bại đại quân xấp xỉ lên tới hơn 200.000 của Tào Tháo. Là một trong những trận đánh lớn nhất thời bấy giờ, chiến thắng của cuộc chiến Xích Bích đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử giúp phân định cục diện Tam Quốc và đồng thời cũng đưa tên tuổi của Chu Du trở thành vị tướng có tài cầm quân nổi bật nhất vào thời bấy giờ. Năng lực cầm binh của Chu Du xuất chúng tới nỗi ngay tới Lưu Bị năm ấy cũng phải khen rằng công cẩn văn võ thao lược là anh tài trong vạn người. Tiếc rằng chỉ vẻn vẹn 2 năm sau đó thì Chu Du đã đột ngột qua đời ở tuổi 36, để lại vô vàn tiếc nuối cho tập đoàn chính trị Đông Ngô khi mất đi một trụ cột về quân sự khó có thể thay thế ở thời điểm đó. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.